Nhiều địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long như là Vĩnh Long, Bến Tre đang bước vào mùa thu hoạch nấm mối và được bán với giá từ 900.000 đồng cho đến 1 triệu 300.000 đồng một ký tùy nơi. Giá nấm mối năm nay giảm khoảng 200-300.000 đồng một ký so với năm 2022, nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao do nguồn cung hạn chế. Nấm mối thường chỉ xuất hiện trong một số tháng mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch hàng năm tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long loại nấm này có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon bổ dưỡng nên được nhiều người ưa chuộng